là anh quay chỗ đó ngồi nói. Em xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Hiện tại thì bây giờ mình đang ở cái công trình tập 2 của cái công trình mình đào móng, và bây giờ hiện tại đã ra đến cái ô cuối cùng rồi các bác nhé. Đây đang cho cô Luận xuống để hót ô ở phía đầu nhà đây, thì lát nữa mình sẽ sang để mình đào cái ô này. Thì đi bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong này để quay mấy cái ô ở phía bên trong này cho các bác. Hôm qua thì mình có đào cái ô này và đào thêm một cái bể phốt ở đây. Đấy, đi vào quay từ trong cùng này đi. Đây là hai cái ô ở phía bên trong cùng đây. Đó, thì cái này thì đã sửa rồi, đất thì là đất củ nhá, đất củ rất là cứng luôn, cho nên là mình đào chỉ sâu xuống khoảng 1 mét thôi. Đây thì nó có một cái cục bê tông và cái móng ở cái nhà bên này các bác. Đấy, người ta đào nó làm nó lấn sang đây mất khoảng độ 7-8 phân đây. Thì cái góc chỗ này thì người ta sẽ chỉnh sắt sau thôi. Còn cái cột thì có thể cái cột này thì người ta sẽ cho góc lệch anh em nhé. Cột này nó sẽ sắt nó sẽ ở trong cùng nữa cơ. Đấy, cái này thì người ta định ra sắt 1m3 vuông các bác nhá. Đường dầm này thì bên này mình làm mỏng thôi, nhưng bên ngoài này mình làm sâu hơn. Bên ngoài này sâu bởi vì là sau này cái nhà bên này khi mà người ta đào đất ấy, người ta đào đất ở cái nhà cái ô bên này ấy, thì là nó sẽ không bị hở cái phần móng này ra. Còn cái bên này thì là nó có sẵn cái ngôi nhà này đây rồi, thì những cái này thì mình không cần phải đào sâu. Đây, ô bể phốt này thì một chiều là 2m3 các bác nhé, một chiều 2m. Thì cái này là tự xây thôi, các chú xây với đo ra các chú xây thôi. Bây giờ hiện tại dưới này đang rất là nhiều nước đây này. Nước nó lên khoảng độ 10 phân rồi. Đấy, ô này thì mình làm sâu hơn một chút để cái đế cốc nó không bị ảnh hưởng nữa các bác. Ví dụ mình làm nó nông như cả 1m ở trên này này, thì những cái đế này nó rất ảnh hưởng. Cái đế này thì nó lại ăn lệch vào phía bên trong kia. Nhưng rồi còn cái này chỗ này thì mình sẽ cho nó âm xuống một chút. Đó. Còn cái giếng này cứ để lại thôi. Giếng này không động gì đến nó các bác nhá. Đó. Đây cái ô này cũng đào vuông rồi. Ô này cũng thế này. Ô này thì nó bị lệch anh em nhé, bởi vì cái góc giếng này mình không muốn sửa vào. Cái bên này thì mình méo làm cho nó to ra. Đây. Còn cái ô cô Luận đang làm đây thì ô này thì nó sâu quá. Nó sâu quá cho nên là mình phải đào sâu đào cho nó to ra. Đấy. Mình sẽ chỉnh cái cầu sao. Chỉnh nhiều rồi. Cái nhà này nó đỏ làm lấn ra rất nhiều nhá. Rồi trong kia. Đây mong đến đây. Đấy, có ý là nó lồi ra ấy. À đến đây. Chứng tỏ là làm chưa đến đây. Ông bảo 2 mét kìa. Một cốc. Móng này từ trước mày đào đúng không? Không. Có cần phải bậy vào tận trong không? Có chứ. Tim đây này. Sau này nó ăn lệch vào tim đây này. Qua cái này nó cái đá ở đằng đấy nó bị lệch ấy, đằng đấy nó ăn lồi ra, đằng này nó lõm vào thì nó không tỉa được kia chứ. Thôi cứ ấy đi nhá, bỏ hết đồ ra đi, không để cháu sang đào bên kia thôi. Cái này tí nữa cháu cho gầu hót vào sau này. Bỏ cái đấy đấy ra. Ơ. Bây giờ lại lên đang. Không. Cô cứ ở đây thôi. Thì cháu sang kia cháu đào ở kia. Mày vội làm gì đằng nào tí chả xong. Bộ làm cho nó xong nhanh như nắng lên. Cái nhà của bác không cứng cả hoi, bác lo nhỉ. Cái cháu nói thật với bác, cái nhà cấp 4 nhà nó cái móng của nó còn cứng lắm ấy, không phải là đơn giản đâu. Nó âm ở dưới đất cơ mà, có phải nổi ở trên trời đâu mà. Móng của bác thì quá là chắc chắn luôn. Hệ móng không cứng rồi. Bỏ xẻng ra đi. Cứ đào xuống đấy, để ở đấy. Cháu sang bên này, cháu làm bên này. Không ai mà chờ được. Nó còn dọn, còn san, còn chán. Lên làm cái gì ở trên này chưa có việc. Cứ ở dưới đấy mà làm, chứ còn lên làm cái gì nữa. Nói chung có
ngồi dưới mà xem điện thoại đúng không? Thế nhưng mà ở dưới này không thở được. Thở cái gì, nó miệng rộng như này, người ta vào hầm còn thở được nữa. Mày thích gì thích củ hành. Hành cái gì? Bây giờ cô bắt cháu để cái gầu ở đây xong rồi cháu chờ cô à? Thế tí nữa cô có chờ cháu không hay cô lại đi về trước? Kiểu gì tao cũng phải chờ mày. Có chờ. Thế mày phải đào xong tao mới sửa được thì tao mới về. Xong mày lại phải cổng tao. À vâng, nó có một hố này đúng không? Không ý là đừng nhảy cho nó lồi quá. Gạt gạt thôi. Rồi, bảo vào. Chỗ này đủ mấy ba chưa? Chân đi. Vừa đủ. Ok, bây giờ mình sẽ cổng cố lợn lên nhé. Phải chấp nhận nó làm nào. Ao nó vẫn đến đất củ rồi. Vâng. Bây giờ mình sẽ di chuyển máy sang cái máy này. Máy của mình bây giờ đang rất là rộng, xích không hiểu kiểu gì. Muốn tụt ra. Mình lệch như vậy. Kiểu cái quả dân hướng nó bị hỏng, cái quả cà lê nó bị hỏng. Lệch lung tung hết cả. Đang bận sắp chết đây này. Mình sẽ đứng vòng vào đây để đào cái ô này cho nó vuông này. Cái cọc này thì khả năng mình phải bỏ đi rồi các bác. Cọc này nó ăn đúng là mép này. Thử moi vào đầu dầm vào để cái chân của nó xem nó có bị mất đi không. Nếu mà không mất đi thì tốt. Tắt thì mình sẽ để trực tiếp sang đây luôn. Cái đấy có chuẩn đâu mà đo cái đấy. Phải để một cái đường để đi lại anh em nhé. Còn đất thì mình sẽ để hết lên đây. Sâu thì càng tốt, đỡ phải đào sâu. Đầu bên kia thì nó hơi sâu. Oh!
chiều ngang nó 1m3, chiều dọc cũng 1m3. Đào nó theo một cái ô như vậy. Đây là cái đường dầm. Cái đường dầm thì mình sẽ gạt nó ra. Cho nó thấp hơn khoảng 20 phân. Sau này thì cái mặt nền này nó còn dâng lên nữa, nó còn nâng lên cho nên là lúc đấy mà mình có thể là chỉnh ấy sau, các chú ấy xây âm xuống, các chú lấp lên là ok. Đó thì cho vào cái góc này đi. Không phải là đất như dưới kia nữa. Như vậy là có thể là mình sẽ đào chỉ khoảng độ hơn 1 mét thôi. Đào khoảng 1,5 mét là nó cho nó sâu giống một chút là ok. Như thế này đã được gần 1 mét rồi anh em nhé. Tầm này nè. Cái đất mình chọn đây để lát nó mình san nó ra. Cho cả ra ngoài này nữa. Nay nó có một ít cái đất ở phía bên trong kia thì nó hơi bị ẩm. Nó hơi ẩm một chút cho nên là không thích hợp để lại. Dây điện ở trên thì mình quăng nó xuống rất là dễ thôi, mà nó mang dây điện gốc. Cái bên mép ngoài này mình vẫn làm một cái hiên ra, sau này các chú ý xây là 80 phân anh em nhé. Chưa có thấy chú bảo là làm cái hiên ra khoảng 80 phân, nhưng mà cái cọc này sẽ phải bỏ đi thôi. Cọc này thì là nó đang rất là mắc rồi. Đó.
chỉnh như này, xong rồi mình bấm góc vuông ở trong này nữa. Vét 3 lần nữa xong rồi đào cái đường hiên ra khoảng 60 phân nữa là ok. 80 phân 80 phân thì mình cứ đào nó ra 1 mét anh em nhé. Đấy, sau này chúng ta xây cho mình xây bao nhiêu mình xây. Đó, bây giờ có lợn giống thì mình sẽ bỏ cái này ra, bỏ cái cọc này ra. Bỏ cái chỉ, bỏ cọc ra cháu ạ. Ok, nên mình bật cái quạt một chút cho nó đỡ nóng. Mình xuống mình quay ở phía dưới đi. Cần thì phải bằng nhau, nó là móng cốc cơ mà. Móng cốc cần gì bằng nhau? Đó. Hạ Giang kia nó là một cái ở mép, ấy là một cái ở dưới vực kia nó còn được. Đây, quá củ mét. Cái bên này là nó chắc cái vỉa ở thu này là nó là cái ao hay cái gì. Vâng, nó chỉ hơn tí thôi. Thì cái này tí cháu sửa thêm tí nữa. Vâng, hơn 2 mét. Tí như chỗ này. Thì cái đoạn này cái cổ cột nó lên một tí thôi mà, còn cái này thì nó nồng hơn thôi. Lâm ơi, sang đó lại cái để cho nó đào này. Sâu bằng cái kia đi. Cho hai cái bằng nhau. Sâu bằng á? Sâu bằng nhau đi, cho hai chân đầu. Chịu chịu lực đều hơn. Này, bỏ ra đi. Cột này bỏ đi thôi. Đóng gần quá. Cho bằng nhau các bác nhé. Đây, cái này nó sẽ có một cái hiên ở đây. Khoảng độ cái xe chở xi măng độ 70 phân. Bây giờ mình thấy moi xuống bằng bên kia nhé. Đúng lắm. Cái này thì bắt đầu phải sửa. Máy của mình bây giờ được nữa, mình quay anh em nhá. À, mình sẽ lùi lại xong rồi ủi cái ben lên.
nó mới cân cân một chút thì mình làm nó mới dễ. Nóng hơn cũng được, nóng hơn một tí cũng được. Hả? 15 phân nữa. Bịt cái mồm vào đây ai mà biết được. Không biết là cháu ở trên này nó ồn lắm, nó không nghe được đâu. Đây này, chú về đây chú ngồi cả cái buổi xem chú nghe được không. Bịt cái khẩu trang vào nghe vào mắt. Đấy, cho lần này các bác nhé. Tầm này là bằng rồi đấy. Thank you.
giờ thì người ta chắc bắt đầu đang đi làm về nhiều rồi đấy các bạn. Khá là nhiều người dân. Ở cái chỗ đất sét đấy. À cái này lúc nãy đã hót đâu. Này cái hồ để vào đấy. Đây. Cái hồ bên này đây. Ốc. Sau kia nó có cái ủng ở kia nhỉ? Thì có cái ủng rồi các bác ạ. Lần nữa cô lận tôi xuống sửa nó cái góc, những cái góc này nhá. Hả? Cầu nó tự co cháu ở dưới này mà. Cậu này nó co lại. Tiến lên một chút. Là hết cơ à? Hết cơ rồi. Đây. Chờ cô Luận gối gạt nữa là xong là ok. Đấy. Mặt bằng chỗ này thì mình đã san bằng ra rồi. Đấy. Cái chỗ kia thì đã lù lèn nữa là ok. Đấy. Đường hiên này, hai hiên hai bên. Đấy. Cái cốc này sửa nữa là ok các bác nhé. Rồi cái video này thì mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Cái này thì cứ